Không ai bảo tôi làm video này cả. Nhưng cũng không ai cản tôi làm video này luôn. Hôm nay chúng ta sẽ nói về bữa sáng. Bữa sáng có thể nói bất cứ vấn đề gì có người hay gặp phải thì đều có thể giải quyết bằng việc đi ăn sáng. Mãi chơi điện tử và quên không rep tin nhắn người yêu. Hãy đưa cô ấy đi ăn sáng. Mệt mỏi sau một đêm dài thức trắng. Đi ăn sáng. Bạn bị yếu sinh lý. Đi ăn sáng. Rồi đi khám. Và có lẽ các bạn cũng giống tôi, sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, một trong những quốc gia có nền ẩm thực hàng đầu thế giới, thì các bạn sẽ hiểu cái cảm giác thượng đẳng của việc mỗi sáng thức dậy được bao quanh bởi toàn các mỹ vị của nhân gian. Điều đó cho tôi một câu hỏi: món gì mới là ngon nhất? Vì thế hôm nay tôi có cái bảng này xếp hạng đồ ăn sáng, với S là tinh hoa ẩm thực, mỹ vị của nhân gian, sống trên đời là phải thử. A là ngon nhưng có điểm yếu, B là cũng được, C là ném chó, chó chết, và D là cho. Optimum Pride. Một người nổi tiếng từng nói, nếu Thượng Đế ban cho mỗi người trên đời một bát mì tôm trứng, trái đất sẽ không có chiến tranh. Mì tôm có lẽ là bữa sáng quốc dân mà ai ai cũng biết. Nhanh, gọn, rẻ. Tất cả những gì bạn cần là một gói mì, một quả trứng, xúc xích, bò khô hay bất cứ loại thịt nào bạn tìm thấy trong tủ lạnh. Thêm chút nước sôi. Bữa sáng, tôi sẽ xếp mì tôm ở hạng B vì ăn nhiều có thể bị ung thư và mọc mụn. Có thể nói phở là phiên bản nâng cấp của mì tôm. Các bạn đã từng xem Siêu Nhân Gao chưa? Tôi đã từng nghĩ Siêu Nhân Gao là tổ đội anh hùng mạnh nhất, ngầu nhất, là đỉnh cao siêu cấp vũ trụ. Yeah, baby. Và một khi họ biến hình thì không một thế lực nào có đủ khả năng để đánh bại Siêu Nhân Gao. Đấy là cho đến khi tôi được xem phim Marvel. Mì tôm cũng giống như Siêu Nhân Gao vậy. Bạn nghĩ là nó ngon cho đến khi bạn được chiếm ngưỡng khẩu súng to vãi thức của Iron Man. Phở ngon hơn, healthy hơn. Mùi vị thì phải nói là ao trình. 10 điểm. Hạng A. Yeah, mặc dù là người Hải Phòng, vùng đất mà mỗi con đường đều sẽ có ít nhất là một hàng bánh cuốn. Nhưng bánh cuốn á, không dành cho tôi. Kiểu nó rất là ngon, nhưng có bao giờ bạn gắp xong thịt băm với mộc nhĩ bên trong nó rơi tung tóe nhỉ? Rồi bạn sợ bị phí nên phải cầm thìa xúc lấy ăn tiếp ý. Eww, xong chỗ thịt bị rơi vào nước mắm nữa. Eww. Xem. Bún đậu mắm tôm. Thằng điên nào lại lựa chọn ăn bún đậu mắm tôm vào buổi sáng? Bạn tôi ơi, tuổi thơ bạn bất hạnh lắm đúng không? Có phải lúc bạn chào đời, bác sĩ đánh rơi bạn xuống đất không? Tại sao bạn lại lựa chọn bắt đầu ngày mới bằng việc mồm có mùi mắm tôm thế? Bạn ơi, bạn làm bẩn cơ quan cảm thụ ánh sáng của tôi rồi. D. Nhưng bạn biết ai là người xứng đáng phải ăn mắm tôm không? Là những người sẽ skip phần quảng cáo. Bạn có nhu cầu học tiếng Anh? Im lặng là đồng ý. Prep là phần mềm học tiếng Anh ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Nhận diện giọng nói, nhận diện từ vựng, áp dụng deep learning vào giải và phân tích hơn 100.000 đề IELTS là những gì mà Prep có. Tao học ở trung tâm đừng nói chuyện với người nước ngoài cơ. Prep có nói được không? Có, xin giới thiệu phòng speaking ảo. Sử dụng công nghệ tới từ tương lai cho phép bạn chọn một chủ đề bất kỳ và nói về nó. Cá nhân tôi thích chủ đề sức khỏe. How do you keep healthy? I go to the gym daily, no smoking, no alcohol, and I sleep pretty much whenever I want. Bài nói sau đó sẽ được chấm theo 4 tiêu chí như thi thật. Đang chấm không? Chấm và sửa lỗi phát âm đến từng âm tiết. Xanh là đúng, đỏ là sai. Gợi ý từ vựng sao cho bài nói của tôi phong phú nhất. Vậy là dùng mấy từ này thì hay hơn. Thậm chí là ghi nhận từ vựng và cung cấp bài mẫu để tôi tham khảo nữa. Đây là tôi trước khi sử dụng Prep. Đây là tôi sau khi sử dụng Prep. Hello, dạng này. Trải nghiệm Prep ngay qua đường link tôi để ở dưới. Sử dụng code TUNA hoặc là TUNA25 để có thêm nhiều ưu đãi. Cảm ơn Prep vì đã đồng hành cùng video này. Ai tắt đèn đây? Bánh mì chấm sữa đặc tuyệt phẩm của nhân gian. Êu ơi, miếng bánh mì nóng hồi quện với vị ngọt ngọt béo béo của sữa đặc, nó là sự bùng nổ của vị giác. Mặc dù hồi nhỏ tôi hay thắc mắc về giới tính của ông Thọ. Tại sao ông lại có sữa? Sữa ông lấy ở đâu ra?
ông có chắc đấy là sữa không? Nhưng bạn biết cái gì đỉnh hơn cả bánh mì chấm sữa đặc không? Các bạn đã nghe đến bố của bánh mì chấm sữa đặc chưa? Bánh mì kem trứng, hai lòng đỏ trứng đánh với ba thìa đường và chút mật ong, đánh bông lên và trước mặt bạn là tinh hoa của ẩm thực. Từng giọt trứng nó là hương vị của tuổi thơ. Mẹ tôi từng nói hồi nhỏ bà thường làm cho mẹ ăn, rồi đến thời mẹ, mẹ lại làm cho tôi ăn, để rồi hôm nay tôi gửi lại cho các bạn. À, chắc chắn là à, tôi có lẽ sẽ phải hầu tòa khi nói điều này. Nhưng cơm rang á, C, kiểu nó bị khô ấy. Và trên đời chỉ có duy nhất hai thứ có thể làm tôi khô. Một là vợ tôi, hai là cơm rang. C, chúng ta đều biết nó dễ ăn, dễ sử dụng, có thể kẹp bất cứ thứ gì vào giữa, lá ngải, pate, xúc xích, thịt nướng. Tôi, nếu các bạn từng ăn bánh mì ở Mỹ hay còn được gọi là bánh mì Subway ấy, thì các bạn sẽ hiểu câu nói bánh mì Subway ngửa mặt lên vớ vẩn là thấy hai hòn của bánh mì Việt Nam đấy. À, tôi biết các bạn đang nghĩ gì. Ơ, tao ăn thử bánh đa cua rồi, cũng bình thường, có ngon đâu. Thế bạn ăn ở đâu đấy? Bánh đa bà cụ. What the hell? Không người Hải Phòng nào ăn bánh đa cua ở bánh đa bà cụ hết á. Chỉ có khách du lịch thôi. Bánh đa cua ngon nhất là mấy hàng đường phố. Lâu khi nó bị nghiện ý. Tôi có thể ăn bánh đa cua bằng mũi mà vẫn cảm thấy ngon, các bạn hiểu không? Các loại xôi, nói như nào nhỉ? Mặc dù tuổi thơ của tôi là món xôi ngoài cổng trường, là những ngày dù đi học muộn cũng phải cố mua vội gói xôi. Trong ký ức của tôi thì xôi ngoài cổng trường ngon lắm. Nhưng khi làm video này đi mua ăn lại thì nó lại không ngon như tôi nhớ. Hương vị tuổi thơ đôi khi không ngon như ta tưởng. B. Đến cuối cùng, các bạn sẽ hỏi món gì mới là hạng S? Tại sao nãy giờ chưa có món nào được xếp vào hạng siêu cấp VIP Pro? Vì thứ duy nhất xứng đáng với thứ hạng này là đồ mẹ nấu. Tôi không quan tâm bạn là ai, Gordon Ramsay hay là Marco Pierre, bạn sở hữu bao nhiêu sao Michelin ẩm thực, nhưng người duy nhất có thể đánh bại một người mẹ trong bếp là một người bà. Vì thế đồ mẹ nấu hay đồ người thân nấu, S tier cấm cãi. Bạn tưởng là đã hết video rồi đúng không? Chào mừng đến với chương trình cuối mỗi video, tôi gọi đó là comment đi và bạn sẽ lên TV xong đây, nơi mà tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn. Nếu các bạn nghe được những câu này, tức là tôi đang đi ngủ rồi. Tôi thu âm đoạn này sau 24 tiếng ngồi edit liên tục để kịp deadline video. Tôi đang giữ não mình tỉnh táo bằng từng sợi neuron cuối cùng. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Tôi không còn sức để đọc comment nữa rồi. Các bạn có thể comment ở dưới chủ đề tiếp theo mà các bạn muốn tôi làm, họp phụ huynh hay là thi đại học, tùy vân vân mây mây. Tôi sắp gục ngã rồi. À, đề phòng nếu tôi không làm kịp video đoán đề đại học. Năm nay thi đại học sẽ vào đề người lái đò sông Đà. Tôi đã đoán trượt 5 lần rồi, không thể trượt lần thứ 6 được. Chắc chắn là người lái đò sông Đà. Không ai tắm 6 lần trên một dòng sông.